Chào mừng các bạn đã đến với chương trình FIFA Online ngày hôm nay. Có lẽ các bạn đang rất ngạc nhiên vì chúng tôi đang đem đến cho các bạn một trường quay rất mới. Và ở trong chương trình ngày hôm nay, trong không khí của Tết Nguyên Đán, thì chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn một giải đấu mới. Và bây giờ, anh Lâm, người đồng hành cùng tôi ngày hôm nay, sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh Lâm. Vâng, xin cảm ơn anh Tùng và xin chào quý vị khán giả của các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một thể thức thi đấu rất mới và một giải đấu cũng rất mới, đó là giải đấu canh cấp. Và ngày hôm nay đó sẽ là một thể thức thi đấu mà mỗi bên chúng ta có hai đội, một bên gồm 5 người và được chia theo các vị trí hậu vệ, thủ môn, tiền vệ, hộ công và tiền đạo. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt tổ chức những trận đấu một đấu một mà thôi. Tiền đạo của hai đội sẽ gặp nhau, người chiến thắng sẽ ở lại vị trí đó và tiếp tục thi đấu với người tiếp theo của đội bóng bên kia. Còn nếu như trận đấu kết thúc với tiền số hỏa, cả hai sẽ bị loại và chúng ta có một trận đấu mới. Vâng, và người còn lại cuối cùng, đội nào còn lại người cuối cùng thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Và bây giờ không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ đến với hai đội. Và ngay bên cạnh tôi đây là Divo King với người đội trưởng, đó là Vũ Hoài Nam, người đang dẫn dắt câu lạc bộ Arsenal tại giải mạng FIFA Online. Bạn Nam thân mến, như vậy là chúng ta đã sắp đến với trận đấu đầu tiên và tôi nghĩ rằng bạn đang rất muốn có một lời giới thiệu với các quý vị khán giả. Vậy xin mời bạn giới thiệu về đội của mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Hoài Nam, hiện tại mình đang là huấn luyện viên của Arsenal ở giải ngoại hạng. Điều đầu tiên mình muốn gửi tới toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình một lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe và ngập tràn may mắn. Và sau đây là mình xin nhường lại lời giới thiệu cho những thành viên còn lại của bên mình. Xin chào tất cả bạn, mình là Thân Trọng Dương, mình là huấn luyện viên của Blackburn tại giải ngoại hạng. Mình là Phan Đức Thắng, thành viên của liên đoàn Super Club. Các bạn, mình là Nguyễn Anh Trung, thành viên của liên đoàn Super Club. Và mình là Lê Anh, đến từ liên đoàn Anh. Vâng, như vậy là chúng ta vừa biết được đội hình ra quân của Divo King. Còn phía bên tay trái tôi sẽ là Thay Cực King và bạn Nguyễn Đình Hoài, đội trưởng của Thay Cực King sẽ thay tôi giới thiệu cho bạn biết về đội hình của họ. Xin mời bạn Hoài. Trước hết tôi xin thay mặt toàn đội Tiger King xin gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng với tất cả mọi người đang xem chương trình này. Sau đây tôi sẽ đưa micro để cho từng thành viên của chúng tôi sẽ tự giới thiệu bản thân mình. Chào quý vị các bạn, mình là Nguyễn Văn Tuấn, hiện tại đang là huấn luyện viên của giải ngoại hạng. Xin chào các bạn, mình là Tại Tuyên, mình đang trong câu lạc bộ Tân Châu. Mình là Phạm Tuấn Anh, đến từ câu lạc bộ All Star Club. Chào các bạn, mình là Nguyễn Thanh Tùng, mình đến từ Eris. Vâng, như vậy là chúng ta vừa biết được đội hình của cả hai đội. Tuy nhiên, ai là người sẽ thi đấu trận đấu đầu tiên ngày hôm nay? Đó sẽ là trận đấu giữa hai người đóng vai trò tiền đạo của hai đội. Và anh Tùng, tôi muốn biết trước hết là vị trí tiền đạo của phía đội Divo King. Vâng, câu hỏi này thì có lẽ chúng ta sẽ phải đợi câu trả lời của người đội trưởng bên phía đội Divo King. Chơi ở vị trí tiền đạo của đội chúng tôi sẽ là bạn Thắng và sau đây bạn sẽ tự giới thiệu bản thân ạ. Xin tự giới thiệu, tôi là Phan Đức Thắng, là tiền đạo của Divo King. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng cho đội của mình. Như vậy là chúng ta đã biết người ra sân đầu tiên của Divo King. Vậy còn bên phía Tiger King thì sao? Vâng, như vậy người thi đấu ở vị trí tiền đạo bên phía Divo King sẽ là bạn Đức Thắng. Vậy còn bên phía Tiger King thì sao, từ bạn Hoài? Vâng, tiền đạo của đội chúng tôi hôm nay sẽ là bạn Nguyễn Văn Tuấn, huấn luyện viên Aston Villa ở giải ngoại hạng. Mình là tiền đạo của đội Tiger King, hôm nay mình sẽ thi đấu hết sức mình để giành chiến thắng cho đội. Vâng, như vậy là cả hai tiền đạo của hai bên đều đã sẵn sàng. Và bây giờ chúng tôi xin nhường vị trí này cho vị trọng tài xinh đẹp để bắt đầu trận đấu. Xin mời trọng tài. Như vậy là bạn Nguyễn Văn Tuấn bên phía Tiger King sẽ ra quân với đội Real Madrid, còn bên phía đội Divo King sẽ là AC Milan. Vâng, tôi rất vui khi lại được bình luận một trận đấu có AC Milan ở bóng yêu thích của mình. Và trong trận đấu này thì AC Milan có rất nhiều cầu thủ cộng 7, toàn bộ đội hình của họ đều là cộng 7. Và thủ thành sẽ là Buffon, các hậu vệ Dani Alves, Rio Ferdinand, Alessandro Nesta và Patrice Evra. Các tiền vệ sẽ là Giggs, Beckham, Ronaldinho, Kaká. Và cặp tiền đạo là cặp tiền đạo mang tên Ronaldo, Ronaldo và Ronaldo béo của Brazil. Còn bên phía đội bóng Real Madrid sẽ là đội hình 4-3-3, đội hình đậm chất tấn công, mặc dù đội hình họ rõ ràng là yếu hơn đối phương rất nhiều. Chân giữ khung thành là thủ thành Diego Lopez, các cầu thủ hậu vệ sẽ là Bosinha, Alex, Nesta và Esico của sự phối hợp của AC Milan và Chelsea. Đá trên hàng công sẽ ba cầu thủ, trong đó có hai người ở Ý.
đấy là Dean Itague và Vincenzo Iafita. Người còn lại xem một cuộc tiền đạo người Anh Jermaine Defoe. Trận đấu được diễn ra trong khuôn khổ là trận đấu đầu tiên giữa hai đội Diver King và Tiger King. Chúng ta vừa được theo dõi một sân vận động vô cùng hoành tráng, và đang ra sân đó là cả hai cầu thủ của hai bên. Đây là đội hình của hai đội. Tung ra sân rất nhiều những cầu thủ đã từng thi đấu ở Serie A, thậm chí còn có rất nhiều những người vốn là người Italia. Chắc hẳn Real Madrid sẽ rất hiểu đối phương, sẽ giúp ích rất nhiều cho họ. Trận đấu của chúng ta đã bắt đầu và người đang có bóng là Jermaine Defoe. Đã có đôi chút sự tạm dừng và thay đổi ở bên phía đội bóng AC Milan. Và trận đấu ngay lập tức được bắt đầu. Đây là Beckham. Kaká, Ricardo Kaká ở ngoài đời thì đã chuyển sang thi đấu cho chính Real Madrid. Nhưng tôi tin rằng những người yêu AC Milan thì chưa thể quên được anh. Vừa rồi là một pha xử lý không tốt của Kaká. Có lẽ trong tình huống đó thì huấn luyện viên của AC Milan đã có sự điều chỉnh không tốt về hướng. Aquiani đẩy bóng cho Shunsuke Nakamura. Một pha phối hợp cùng Iaquinta đã có thể dứt điểm. Như vậy đã có một bàn thắng mở tỷ số dành cho Real Madrid và dành cho Tiger King. Chính bàn là Shunsuke Nakamura và người đã kiến tạo bàn thắng đó là Vincenzo Iaquinta. Một pha phối hợp của bộ đôi cầu thủ kiến tạo xuất sắc từ Serie A, trong khi Shunsuke Nakamura đã từng thi đấu rất nổi bật trong màu áo của Fiorentina trước khi chuyển sang Celtic. Cầu thủ của lại Vincenzo Iaquinta hiện nay ở ngoài đời đang ở trong biên chế của Juventus và dần dà thành Turin. Như vậy là trận đấu của chúng ta đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 6. Một trận đấu đang hứa hẹn rất nhiều những tình huống kịch tính ở phía trước, khi mà AC Milan là một đội bóng mạnh và có rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Chính vì vậy họ chắc chắn sẽ không muốn có một kết quả không thuận lợi trong trận đấu này. Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, Ronaldo béo người ngoài hành tinh của Brazil, và người cuối cùng là Ronaldinho. Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng tên của anh vốn là Ronaldo. Vâng, khi tôi đang nói về các cầu thủ của AC Milan thì có thêm một bàn thắng nữa dành cho Real Madrid và tỷ số là 2-0. Người ghi bàn lần này là Iaquinta, và vẫn là những pha phối hợp của các cầu thủ đã từng chơi ở Serie A, Aquilani và Iaquinta. Aquilani là cựu cầu thủ của AS Roma và anh ta đã chuyển sang thi đấu cho Liverpool. Trong khi đó thì Iaquinta, như anh Lâm đã giới thiệu thì anh ta là cầu thủ của Juventus. Như vậy là Iaquinta đã ghi bàn vào lưới người đồng đội của mình, đó là Gianluigi Buffon. Tôi chỉ có một như vậy là bạn Nam chưa kịp nói gì thì tỷ số đã được nâng lên thành 4-3. Như vậy câu hỏi của tôi sẽ phải thay đổi lại một chút. Bạn có lời khuyên gì trong tình huống bị dẫn trước này hay không? Tôi chỉ có một lời khuyên nho nhỏ cho người đồng đội tôi đang thi đấu phía trên là thời gian còn rất là nhiều. Cứ bình tĩnh mà đá. Vâng, thời gian vẫn còn và cơ hội dành cho AC Milan cũng vẫn còn. Tuy nhiên chúng ta hãy xem lại bàn thắng này. Một pha căng ngang rất tốt của cầu thủ Real Madrid, và người dứt điểm ở phía trong là Jermaine Defoe cũng làm vô cùng tốt nhiệm vụ của mình. Ở một tư thế chống trải khi mà người theo kèm ở phía sau là Ryan Giggs đã không theo kịp anh. Tung ra cú điểm vào góc gần. Đây là một quyết định khá liều lĩnh. Đúng vậy, rất liều lĩnh, tuy nhiên nó đã thành công. Thủ thành Buffon đã rất cố gắng, nhưng chúng ta không nên trách anh. Đơn giản là vì tiền đạo người Anh Jermaine Defoe đã dứt điểm quá tốt mà thôi. Như vậy là kinh nghiệm của Ryan Giggs đã không thể theo kịp được sức trẻ của Defoe. Và tiếp tục là các cầu thủ Real Madrid dẫn trước. AC Milan lại một lần nữa rơi vào thế phải đuổi theo đội bóng Hoàng gia. Một pha tạt bóng không thành của các cầu thủ AC Milan. Một số sự thay đổi đội hình bên phía câu lạc bộ Real Madrid của huấn luyện viên Nguyễn Văn Tuấn. Chúng ta đều biết rằng huấn luyện viên Nguyễn Văn Tuấn chính là người đang dẫn dắt đội bóng Aston Villa ở giải ngoại hạng FIFA Online của chúng tôi. Còn bên phía đội Diver King, huấn luyện viên của họ ngày hôm nay, huấn luyện viên Phạm Đức Thắng, là người đến từ Grand Super Cup. Sẽ có những sự thay đổi. Tôi nghĩ rằng trong thời điểm này thì Real nên chơi chậm hơn. Bạn có nghĩ như vậy không thưa bạn Hoài? Thì Tuấn đã thi đấu với đúng phong độ của chính mình, và tôi tin chắc Tuấn sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Vâng, Tuấn vẫn đang tấn công và chúng ta hãy chờ xem vừa rồi một tình huống tấn công rất hay của Real.
Nhưng các hậu vệ của AC đã là người chiến thắng trong tình huống tranh chấp cuối cùng. Đường truyền về rất bình tĩnh. Vừa rồi là pha phá bóng an toàn của các cầu thủ bên phía Real Madrid. Và bây giờ thì họ sẽ lên bóng. Những pha đi bóng khá từ tốn của Real. Họ không vội. Estico đẩy bóng cho Jimmy Defoe. Một pha căng ngang nữa nhưng bóng đã không đến được vị trí của cầu thủ đứng phía bên trong. Real vẫn đang tấn công. Tuy nhiên họ đã không còn tấn công mạnh mẽ và vũ bão với tốc độ chóng mặt như khi nãy nữa. Đã có những sự thay đổi về nhịp điệu. Một tình huống đi bóng rất tốt. Và tỷ số được cân bằng một lần nữa, 4-4. Người bạn là Ronaldo. Chúng ta hãy cùng chờ lại những pha đi bóng của người ngoài hành tinh. Hình ảnh đi bóng của Ronaldo làm tôi nhớ đến khi anh còn khoác áo Barcelona. Vâng, Ronaldo hiện tại thì anh ta là một cầu thủ có thân hình to béo và chúng ta vẫn gọi vui anh ta là Rô Béo. Có lẽ nhờ thân hình to béo này mà các hậu vệ của Real đã không thể áp sát. Như vậy là trận đấu của chúng ta đã quay trở lại tỷ số 4-4. Và lúc này thì đã là phút thứ 87. Rất hay, một pha tránh cướp bóng rất hay của cầu thủ Real. Không thể tung ra cú dứt điểm, có quá nhiều hậu vệ áo đỏ đã che chắn trước khung thành của Buffon. Đây là Ronaldinho. Đẩy bóng lên phía trên cho Ronaldo. Đây là Ronaldo của Bồ Đào Nha. Đường chuyền không được tốt và đã có một tình huống phạm lỗi. Vâng, rất may mắn cho các cầu thủ Real, đó là tình huống phạm lỗi của các cầu thủ AC Milan. Nếu như đó một pha phạm lỗi của Real thì cú đá phạt đó rất có thể sẽ trở thành bàn thắng. 3 phút bù giờ cho trận đấu ngày hôm nay. Ronaldinho đang có những động thái có vẻ như anh ta muốn làm chậm nhịp độ. Rangnick, một cú sút rất nguy hiểm của Rangnick, tốc độ vẫn không thành công. Vâng, đây là những phút cuối cùng và một tình huống như vậy có thể làm thót tim bất cứ người nào đang theo dõi trận đấu này. Chắc chắn rồi, tôi tin rằng các đồng đội của Nguyễn Văn Tuấn ở ngoài sân đã rất thót tim, phải rất căng thẳng trong tình huống dứt điểm vừa rồi bên phía AC Milan. Nhưng bây giờ thì họ đang tấn công. Một pha đẩy bóng dành cho Defoe, những pha phù hợp tam giác rất hay. Aquiani tung ra một đường truyền cho Di Natale, còn đây là SC Young. Rất khó để có thể chơi bóng bổng với đội hình của AC trong trận đấu này. Và như vậy trận đấu của chúng ta đã kết thúc và tỷ số cuối cùng là 4-4. Một trận đấu đã diễn ra rất hay của đúng không Thanh Tùng, nhưng đáng tiếc rằng cả hai vận động viên của chúng ta không một ai giành được một chiến thắng nào. Vâng, đây đúng là một trận đấu vô cùng đáng xem khi mà cả hai đội đều đã cống hiến một lối chơi tấn công mạnh mẽ. 8 bàn thắng chia đều cho hai đội và chúng ta đã có một trận đấu hòa. Rất đáng tiếc là cả hai người sẽ bị loại và tôi sẽ có một câu hỏi dành cho huấn luyện viên Nguyễn Văn Tuấn. Bạn Tuấn thân mến, vậy là bạn đã để hòa một cách vô cùng đáng tiếc. Rất nhiều lần bạn đã vươn lên dẫn trước nhưng rồi lại để đối phương gỡ hòa. Vậy lý do nào đã khiến cho bạn liên tục để bị gỡ hòa như vậy? Do hậu vệ chúng tôi quá lỏng lẻo và để những tiền đạo có thể lực và tốc độ của Milan đã vào vòng cấm nhà đi vào. Vâng, quả thực là một trận đấu đáng tiếc cho Nguyễn Văn Tuấn. Còn bây giờ tôi nghĩ rằng anh Phạm Hồng Lâm sẽ có câu hỏi dành cho huấn luyện viên Đức Thắng bên phía đội Divo King. Vâng, chắc chắn rồi, tôi sẽ có một câu hỏi nhỏ thôi dành cho bạn Đức Thắng. Đội hình của AC Milan rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với đối phương ở đây ở Real Madrid. Tuy nhiên bạn đã giành được một trận hòa và đó là một trận hòa vô cùng khó khăn khi bạn liên tục bị đối phương dẫn trước. Bạn nghĩ gì về đối thủ mình hôm nay? Bạn đánh giá như thế nào về huấn luyện viên của bên phía Real? Nguyễn Văn Tuấn là người đá ở ngoại hạng là hay, là xem cũng khá chật vật mới cầm hòa được. Vâng, như vậy là trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải đấu CAF Cup chúng ta đã kết thúc với tỷ số hòa, một tỷ số hòa rất cao, 4-4, và điều này đã khiến cho cả hai huấn luyện viên thi đấu ở vị trí tiền đạo của hai đội Ivo King và Tiger King đều phải rời khỏi vị trí của mình. Và trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa hai hậu công của hai đội. Tôi sẽ trao đổi một chút với đội trưởng của cả hai đội ngay sau đây. Vâng, bạn Vũ Hoài Nam thân mến, trong trận đấu vừa rồi, bạn Đức Thắng bên phía đội của bạn vẫn chơi rất hay. Sau như vậy thì bạn cũng chỉ có thể có được một trận hòa và điều này sẽ khiến cho trận đấu tiếp theo sẽ phải diễn ra giữa hai đội hai hữu công và cả hai bên đều đã mất một người. Bạn nghĩ sao về kết quả này và chiến thuật của bạn ở trận đấu tiếp theo sẽ như thế nào? Tuy kết quả của trận đấu đầu tiên này không được tốt cho lắm với đội của tôi, nhưng tôi vẫn đặt
lòng tin rất nhiều vào những thành viên còn lại của đội tuyển Kinh chúng tôi. Vâng, Tiger King vẫn còn rất nhiều hy vọng, bởi vì tương tự với họ thì bên phía Tiger King cũng đã mất một người đúng không dân rồi. Vâng, đúng là Tiger King đã mất một người và đó lại là một huấn luyện viên tại giải ngoại FIFA Online. Tôi nghĩ rằng huấn luyện viên và là đội trưởng của bên phía Tiger King đó là Nguyễn Thanh Hoài chắc chắn đang có điều muốn nói với các thành viên của mình để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Mời bạn Hoài. Vâng, sau trận đấu thì huấn luyện viên Nguyễn Văn Tuấn chúng tôi đã bị loại, nhưng các thành viên còn lại sẽ cố gắng hết mình để thi đấu, cho sự thi đấu hết mình để huấn luyện viên Nguyễn Văn Tuấn bị loại. Và như vậy là trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải đấu Khanh Cup của chúng ta đã kết thúc với tỷ số hòa 4-4 cả Đi Vực Kinh và Thoại Cực Kinh. Cả hai đội đều chưa giành được một lợi thế nào cả. Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa hai hộ công của cả hai đội. Chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn trận đấu căng thẳng hấp dẫn đó ở chương trình lần sau. Còn chương trình hôm nay đã đi đến hồi kết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.